Xe tăng K2 Black Panther có chiều dài 10,8m, rộng 3,6m, cao 2,4m, nặng 55 tấn, kíp chiến đấu 3 người. Xe sử dụng động cơ diesel công suất 1500 CV của hãng Dosan Ninja Corse, tương đương động cơ MTU 890 của Đức cùng một động cơ tuabin khí 100 mã lực, 75 kW kép phía bên trái xe với vai trò là động cơ phụ, giúp K2 tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ ồn và mức tản nhiệt. Xe có thể hành trình với tốc độ tối đa 70 km/h trên đường nhựa và có thể quay trở 360 độ một cách khá dễ dàng trên địa hình vô về. K2 Black Panther vẫn có thể chạy tối đa 50 km/h. Xe có thể gia tốc từ 0 đến 32 km/h trong vòng 7 giây, có khả năng vượt chướng ngại vật cao 1,3 m và leo dốc 60%. Bên cạnh đó, xe tăng K2 có thể vượt qua sông sâu tới 4,1 m nhờ một ống thông hơi đặc biệt. Xe tăng K2 được trang bị mô đun giáp tổng hợp tuyệt mật cùng giáp phản ứng Noeza. Nhà sản xuất tuyên bố rằng, giáp của xe tăng này có thể chịu đạn 120mm bắn trực diện. Các chuyên gia quân sự đánh giá, khả năng bảo vệ của xe tăng K2 tương đương với xe tăng M1A2 của Mỹ. Tính năng của Black Panther vượt trội so với các loại xe tăng hiện đại nhất đang có mặt tại khu vực châu Á. Xe tăng K2 sở hữu nhiều hệ thống và thiết bị hiện đại như kính ngắm nhiệt, quang SCS cho phép phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 9,8 km. Hệ thống cảm biến bước 6mm có khả năng hỗ trợ và phát hiện theo dõi mục tiêu tự động trong mọi điều kiện thời tiết. Thiết bị tạo khói và hồng ngoại nhằm tăng khả năng sống còn khi tác chiến cả ngày lẫn đêm. Hệ thống quản lý chiến đấu, theo dõi tự động, nạp đạn tự động, hệ thống tự vệ tích cực, bảo vệ mềm soft, kin và bảo vệ cứng hard kin, hệ thống dẫn đường, bộ phận treo bán chủ động, hệ thống tăng áp chống vũ khí NBC. Vũ khí chủ lực của K2 là pháo chính nòng trơn L55 120mm. Pháo này được sản xuất tại Hàn Quốc theo giấy phép từ Đức. L55 là loại pháo tăng tốt nhất thế giới hiện nay với tầm bắn lên tới 10 km, giúp K2 có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất cũng như trên không. Xe tăng K2 sử dụng hệ thống nạp đạn tự động tương tự như trên xe tăng Leclerc của Pháp, cho phép đạt tốc độ bắn 15 viên phút. Pháo chính có 16 đạn pháo nằm trên hệ thống nạp tự động, tổng số đạn pháo mang theo tối đa 40 quả. Một trong những loại đạn đặc biệt được K2 sử dụng là KSTAM, vũ khí phụ gồm súng máy đồng trục 7,62mm gắn bên trái pháo chính, một đại liện 12,7mm gắn trên nóc tháp pháo,